Thế em làm con diều này trong bao lâu? 10 phút. 10 phút đúng không? Trong cái thời gian em làm con diều này ấy, thì anh có thể làm được 10 con như thế cơ. Wow. Có nghĩa là anh chỉ cần làm trong vòng 1 phút thôi. Bây giờ anh làm thử thêm coi. Không đến 1 phút thì sao? Thì em làm con anh. Ok. Ghê vậy. Làm diều từ bao ni lông. Bây giờ chị mới nghe thấy lần đầu tiên anh em à. Đó, các em có thấy anh đều thúi chưa? Không biết con diều của anh đều thúi thì có bay được cao được xa hay không. Nhưng mà nhìn anh ấy khá là ngáo. Đó. Chị thương mọi người nhất tất cả các em. Hôm nay chị sẽ hướng dẫn các em làm diều giấy theo cách đơn giản nhất. Với con diều này thì các em có thể thả ở trên sân thượng này, bãi đất trống gần nhà các em, hoặc là ngay trước sân nhà các em luôn. Nhưng các em lưu ý, chỗ thả diều phải là một chỗ thoáng đãng, không có cây cối nhiều và cũng không có dây điện nhiều nhá. Để làm được con diều này thì chúng ta cần phải chuẩn bị một cái kéo, một tờ giấy A3 hoặc là A4, một cuộn dây và thêm một ít hồ dán hoặc là băng keo hai mặt. Bây giờ chị sẽ bắt tay vào làm ngay. Trước tiên, tờ giấy A3 này thì chúng ta sẽ gấp lại và cắt theo hình vuông. Nếu mà bạn nào không có tờ giấy A3 thì các em có thể lấy giấy vở cũng được. Ngày xưa thì chị đã từng làm rất là nhiều con diều, nhưng mà con diều mà chị làm là con diều bằng nan tre. Con diều đó khó làm lắm luôn em à. Nếu mà chúng ta không cẩn thận một chút xíu thôi là diều có thể không bay được, hoặc là nó bay vòng tròn như thế này. Nhưng mà hôm nay chị đã học được một cách làm diều giấy cực kỳ đơn giản, và chị tin rằng bạn nào cũng có thể làm được luôn. Sau khi gấp như thế này thì chúng ta sẽ tạo ra được một hình vuông. Các em chỉ cần cắt theo đường này, mở ra là nó thành hình vuông đấy. Bây giờ chị sẽ cắt cho các em xem. À, đây này các em, đó hình vuông rồi. Nhưng mà các em không mở nó ra nhá. Tiếp theo chúng ta sẽ gấp theo đường này, giống như kiểu là gấp cái gì đố anh tiểu thúi biết. Gấp phi thuyền. Đúng rồi, giống gấp tên lửa đấy. Đó, có nhiều người thì gấp được tên lửa bay rất là xa luôn. Trong đó thì không có chị các em ạ. Rồi, sẽ làm như vậy với hai cánh luôn nhé các em. Sau đó chúng ta lại tiếp tục gấp theo đường này nữa. Và gấp cho hai bên luôn. Giờ thì chị sẽ bung ra. Ồ, các em thấy giống máy bay chưa? Chỉ có điều khác máy bay thì nó sẽ thả thẳng ra như thế này. Còn cái này thì chúng ta gấp như thế này nhá. Đó. Và bây giờ chị chỉ cần cắt chỗ này, cột dây vào là xong. Dây thì sẽ được luồn vào đây và cột lại. Sau khi cột được một bên thì chị sẽ đo chiều dài của dây như thế này. Làm sao cho dây của chúng ta sẽ dài gấp 2 lần từ chỗ cánh cho đến đầu con diều. Đó, và cột vào chỗ lỗ bên kia. Các em chú ý là phải đo cho nó dài bằng nhá. Nếu mà ngắn hơn thì con diều của chúng ta sẽ không bay được. Chị chừa ra một chút như thế này để cột dây. Sau đó chị chỉ cần cột đầu này lại nữa là xong. Cột cho thật chắc vào nhá các em. Đoạn dây thừa này thì sẽ được chị cắt đi. Bây giờ thì chị sẽ nối con diều với cuộn dây qua đoạn giữa này các em à. Đó, chúng ta cột vào giữa như thế này. Công đoạn cuối cùng là một công đoạn hết sức đơn giản. Đó, đây chính là hình hài của con diều chúng ta. Wow, có khả năng bay đấy các em à. Nhưng mà bây giờ thì các em để ý này, nó rất là lạng luôn. Cho nên chúng ta cần phải làm đuôi để cho con diều của chúng ta có thể giữ thăng bằng. Làm đuôi thì rất là đơn giản. Các em có thể sử dụng cái tờ giấy lúc nãy các em cắt ra đó. Cắt thành những đoạn dài và nhỏ như thế này.
tưởng chừng như chỉ có tác dụng trang trí cho con diều, nhưng mà không hẳn là vậy đâu game à. Nó cũng có tác dụng giữ cho con diều được trở nên thăng bằng đó. Lúc này thì game có thể dùng hồ dán hoặc là băng keo hai mặt để game dán đuôi vào. Wow, cái đuôi của chị rất là dài luôn. Sau đó thì chị sẽ dán vào con diều của chị. Wow, con diều của chị có vẻ khá là oách rồi này game. Về cơ bản thì con diều của chị đã hoàn thành rồi, nhưng mà chị muốn nó đẹp hơn cho nên chị sẽ dán vào đây một vài cái sticker. Sticker đầu tiên đó chính là sticker Thơ Nguyễn. Bởi vì nếu mà chị không dán mặt chị vào đây thì sẽ không ai biết con diều này là con diều của chị. Và bây giờ thì chị sẽ thả con diều của chị. Chị hy vọng rằng nó có thể bay cao và bay xa. 1, 2, 3. Nó vừa lên nó lại chúi đầu xuống luôn ngay mà. Lên lại nè em. Con diều yêu quý của chị bị đứt dây rồi. Hay là nó không sao game mà, nó chỉ bị tuột dây thôi và chị sẽ cột nó lại. À bây giờ thì chị sẽ thả con diều này lại lần thứ hai. Chị hy vọng rằng lần này nó sẽ bay một cách thuận lợi. Đó, các em có thể nhìn thấy. Wow, nó bắt đầu bay lên, bay lên. Bay lên, bay cao, bay xa. Yeah, yeah, yeah. Wow, bay lên, bay lên. Diều ơi, bay lên. Diều, ôi, ôi, ôi. Bay xa, diều ơi, bay lên. Các em thấy chưa? Các em có nhìn thấy mặt của chị không? Tự nhiên sao trời lại đứng gió thế này nhỉ? Đó, các em có thể nhìn thấy con diều của chị. Mặc dù nó không bay được cao lắm, nhưng mà như thế này đã rất là tuyệt vời rồi đúng không em? Khi mà trời gió hơn thì nó sẽ có thể bay cao hơn đấy. Wow, các em nhìn thấy một con diều mỏng manh có thể bay cao. Bây giờ chị đã nhìn thấy con diều của chị bé tí xíu. Hôm nay thì trời gió không nhiều cho lắm, cho nên là lúc nó bay cao, lúc nó bay thấp các em à. Wow, các em thấy chưa? Chị không ngờ rằng con diều này có thể bay cao đến như thế. Tại vì làm nó rất là đơn giản. Hôm nay thật là xui xẻo bởi vì nó không có gió nhiều. Đó, nó sắp xuống rồi này các em. Không được, không được, không được, gió. Bây giờ không có gió, gió ơi, nổi gió lên đi, nổi gió lên đi. Khi mà không có gió thì chúng ta nên giật giật nó như thế này để nó khỏi bị xuống. Và đợi chờ gió. Không phải mùa nào cũng có thể thả được diều đâu các em à. Có những mùa gió lớn thì mới thả được diều mà thôi. Wow, bây giờ thì hết gió rồi. Diều của chị lại xuống. Tại vì con diều của chị không thể nào bay được cao hơn là cao. Nếu nó bay được cao hơn nữa thì ở bên trên bầu trời có rất là nhiều gió, nó sẽ không bị xuống. Nhưng mà bây giờ con diều của chị thì khá là yếu. Chắc là do nó hơi nhỏ cho nên là nó không thể lên được cao cho lắm các em à. Trước khi mà chị đi thả diều thì anh Tiểu Thú luôn miệng nói rằng con diều của chị chắc chắn sẽ không bay được. Đúng rồi, có bay được lên cao đâu. Ơ, cái đuôi của nó dài như thế này mà nó bay quá cái đuôi mấy lần, không phải là cao à. Anh có bắc thang cũng không lấy được đâu nhá. Vẫn thấp lệ tề lệ để thêm làm con diều này trong bao lâu? 10 phút. 10 phút đúng không? Trong cái thời gian em làm con diều này ấy, thì anh có thể làm được 10 con như thế cơ. Có nghĩa là anh chỉ cần làm trong vòng 1 phút thôi. Bây giờ anh làm thử cho em coi. Không đến 1 phút thì sao? Thì em làm con anh. Ok. Ghê vậy. Làm diều từ bao ni lông. Bây giờ chị mới nghe thấy lần đầu tiên nghe mà. Con diều này đảm bảo sẽ bay cao hơn con diều của chị Thơ cho mà xem. Ok, thử xem. Nếu mà nó bay cao hơn diều của em sẽ gọi anh bằng bố. Còn nếu mà nó không bay cao bằng diều của em, anh phải xuống không không. Ok chưa? Ok.
Có, các em có thấy anh diều thúi chưa? Không biết con diều của anh diều thúi thì có bay được cao được xa hay không, nhưng mà nhìn anh ấy khá là ngáo. Đó. Đang đợi gió lên để thả đấy các em à. Chạy lăng xăng lăng chăng như con cá mực. Wow, wow, wow. Diều bay cao quá, bay xa. Nhìn mặt của anh diều thúi khá là phấn. Bình thường anh thấy mấy cái túi ni lông nó bay lên trời được mà tại sao bây giờ lại không bay được nhỉ? Mấy cái túi ni lông không cần cột dây mà nó cũng bay lên trời được. Hay là bây giờ anh thử thả dây ra xem nó có bay lên trời không? Đấy đấy đấy. Wow, wow, sắp bay rồi. Lên 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 cao nữa đi. Wow, nó bay cao quá, bay cao quá. Cố lên, cố lên, cố. Không sao, không sao, anh đã bằng cách, anh đã bằng cách. Tiểu thúi lại có trò mới kia mà. Bây giờ không thả diều nữa mà chơi trò dắt thú cưng đi ra. Nani? Trò này có vẻ là vui đấy. Anh anh tiểu thúi như một người bị điên vậy. Anh ơi, anh bảo thú cưng của anh đứng bằng hai chân đi. Nó còn bay được cái này. Tấn công được kìa. Ôi trời, tiểu thúi quá đáng lắm không em à. Tiểu thúi sau khi bị chị sỉ nhục thì đã bỏ tiền ra mua cho chị một con diều khác để không phải sửa go go game à. Con diều này hy vọng là bay cao bay xa đây. Đó, các em nhìn thấy chưa? Con diều này thì không cần gió mạnh nó cũng có thể bay cao. Đó, các em chỉ cần lâu lâu giật như thế này, sau đó thả dần nó ra. Thả diều thì cũng không khó lắm đâu các em à. Ngày nhỏ thì chị thường chơi thả diều cần phải có hai người, một người giữ và một người thả. Nhưng mà bây giờ với những con diều hiện đại được mua như thế này thì chúng ta không cần phải khó khăn đến như thế nữa, nhưng mà cũng cần phải có gió một chút, vì nếu không có gió nó rất là khó bay. Đó, lúc nãy con diều của chị còn bay cao được hơn thế này cơ. Nhưng mà thực sự là hôm nay wow wow bay cao hơn con chim kìa các em. Đó, lúc nãy con diều của chị bay cao hơn con chim luôn. Nhưng mà đúng là hôm nay không có gió cho nên ngay cả con diều mua này cũng không thể bay được ấy mà. Thật là buồn đúng không nào? Lên đi, lên đi, lên đi, lên đi, lên đi. Đó, lên nào. Lên đi, đại bàng của tôi, đại bàng gãy cánh. Của chị sau khi có gió thôi thì các em cũng có thể nhìn thấy nó bay rất là cao rồi đấy các em, bay hết một cuộn dây luôn rồi này. À, con diều màu xanh hồi lúc nãy cũng vậy, nếu mà gặp gió nó cũng sẽ bay cao như thế này. Khi mà bay đến đó rồi thì chúng ta sẽ không cần gió nhiều nữa, nó sẽ lơ lửng ở đấy rất là lâu. Khi nào thấy nó xuống em chỉ cần giật giật dây như thế này là nó sẽ lại bay lên. Video của chị đến đây cũng là kết thúc rồi. Chị sẽ thả diều cho đến chiều luôn. Nếu như các em thích video này, hãy cho chị một like. Đừng quên đăng ký và chia sẻ với mình nhé. Xin nhận mệt và hẹn gặp lại các em nữa sao. Nếu như bạn nào cũng thích thả diều thì các em hãy làm thử như con diều mà chị đã bay nhá. Bye bye các em.